Sáng ngày 22 tháng 10, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Lê Hữu Đạt, 18 tuổi, trú thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, về tội cướp giật tài sản tại một tiệm vàng. Cụ thể, trưa ngày 21 tháng 10, một đối tượng mang áo đen trùm đầu, đeo khẩu trang, giả vờ đến mua vàng tại tiệm vàng Hoàng Sự, ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, sau đó cầm một cây vàng bỏ chạy. Nhận được thông tin, Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, đối tượng Lê Hữu Đạt đã bị bắt giữ. Trong tối ngày 21 tháng 10, các cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Đạt,